mới nói chung là hôm 4 tháng một vừa chương đào tạo phi công dân dụng đầu tiên của người việt có máy bay À, nhưng mà máy bay của trường không có đội nón nha anh em ơi. <laughs> hôm 4 tháng 1 vừa rồi, trường phi công bay Việt đã khánh thành trường bay tại Rạch Giá và đón nhận chứng chỉ ATO1 do cục hàng không Việt Nam cấp. Với ATO1, bay Việt chính thức trở thành trường bay đầu tiên của nước ta thực hiện huấn luyện cả lý thuyết và thực hành bay phi công cơ bản tại Việt Nam. Lễ khánh thành trường bay thì tất nhiên phải có biểu diễn máy bay rồi. Ở đầu buổi lễ, hai chiếc máy bay huấn luyện cơ bản Tích Nam của bay Việt được trưng bày cho các khách mời tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, chiếc máy bay mang số hiệu VNC919 do chính các giáo viên của trường bay Việt sẽ thực hiện bay biểu diễn. Máy bay hôm nay sẽ là thông trường độ cao 10 m và nghiêng cánh chào đại biểu ở dưới sân đổ, Quá sức là ấn tượng luôn. Kết thúc bay biểu diễn thì tất nhiên không thể thiếu được water salute chào mừng rồi. Sự kiện này cũng chào đón các học viên của khóa BBL1 là khóa đào tạo người lái máy bay tư nhân BBL đầu tiên của bay Việt với 12 học viên. Đây là những học viên đầu tiên được bay máy bay mới Tech Nam trên chính bầu trời quê hương mình, trong đó còn có một bạn học viên nữ nữa. Mình là mình thực sự ngưỡng mộ các bạn nữ học lái máy bay luôn. Còn đây là bạn học viên đã được thực hành bay trên chiếc Tech Nam này. Theo review của bạn là máy bay rất hiện đại, rất dễ bay, phù hợp với các bạn học viên mới. Nói chung là trải nghiệm rất sướng với cơ sở thực hành tại rạch giá và máy bay huấn luyện hiện đại của bay việt hiện nay anh em muốn học phi công cũng sẽ giảm được phần nào chi phí đỡ phải đi xa nhà hơn ổn áp luôn phải không nè trường đào tạo phi công dân dụng đâu